một, giữ lại, quẹ. Trận bóng giao hữu giữa OCB và anh em Liên Quân Vietcom SB ACB đúng không? Tiền phong đúng không? À. Bên ACB, OCB thì đang mới chiêu mộ được đây rồi. Tiền đạo. Dày xịn rồi. Dày xịn nhá. Đôi đôi anh đang đi ở đôi Limited. Tiền đạo Đình Độ. Phí chuyển nhượng là 90 triệu euro. Tách ra. Bước chạy đầu tiên của anh trên sân mẹ mày bóng. Nẹt luôn, Lâm nẹt luôn. Áp sát rồi, áp đuổi đi. Đuổi đi rồi. Không đuổi rồi. Vào đi, vào đi. Thể hiện đi rồi. Sớm giữa, sớm. Rồi, chạy đi. Tốt đấy. Rồi. Nhưng bước chạy. Nẹt luôn, tốt. À, cái gì nhỉ? Cái gì mà đang khởi động nhỉ? Cái gì đang khởi động? Bao tải tiền đây. Một bao tải tiền đây. Ờ. Đây bóng này rồi. Thành ơi, anh quay thành một bao tải tiền đang khởi động, đang chạy, đang khởi động. 100 triệu euro mà đổi ra tiền Việt thì nó phải còn vài container đấy. Chết. Anh gì quá. Hay quá. Úi giời ơi. Cứ đứng đấy rồi, không phải chạy xuống gì. Rồi. Đấy, đúng rồi. Hay. Làm gì đây? Tay tay rồi, tay ơi. Tuyệt vời những bước chạy của 100 triệu euro này, 100 triệu bảng ở đây rồi nhá. Rồi, anh em nhá. Độ chạy khỏe lên. Một... Tuyệt vời. Khỏe lên em ơi. Đỗ chạy hết sức đi rồi, ra mệt rồi nghỉ. Không ai ở đây à? Đỗ chạy thoát ra. Rồi, quần nguyên, giữ nguyên. Có về, rồi, xong. Đẹp. Tốt. Hai. Sớm đi, sớm đi. Ôi, khó.